Hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Lời đầu tiên kính chúc em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhá. Thì hôm nay em vừa tuyển về cho anh em hai em chim cực kỳ hay luôn anh em nhá. Và em sẽ giới thiệu chi tiết từng bé một để chia sẻ cho anh em. Đầu tiên trên màn hình là một bé tê mặt quỷ đang thay lông anh em nhá. Con này lết trôi phải nói cực kỳ hay luôn. Em chim này được 2 vụ lồng anh em nhá. Chim dân nuôi đang thay lông. Và em sẽ thanh lý cho anh em cái giá gọi là tốt nhất để về anh em có thể là gột mồi hay gột giàn, gột cà phê vô tư anh em ạ. Nhưng em chim này nó có một cái lỗi là khi anh em bịt áo lồng ấy, bịt ba mặt ấy, nó ức chim là nó bị ngoái anh em nhá. Bị ngửa đấy. Còn ngoài ra không thật lỗi gì khác anh em nhá. Anh em treo đấu cả ngày luôn, không vấn đề gì cả. Bóng bộ rất đẹp, đang thay lồng lết thì con này quá hay luôn anh em ạ. Nó lật cầu như một cái máy luôn. Cực kỳ dẻo luôn anh em ạ. Kè chim đấu cá buổi sáng luôn. Đến nhà người ta đây em bỏ ra em kè đấu cá buổi sáng luôn. Lết cực kỳ hay luôn, lật cầu quá hay luôn. Em chim này mà anh em về anh em chăm lốt kia lông nó đang thay này, anh em có thể là gột mồi, gột giàn, gột cà phê vô tư luôn. Treo lên đấu giàn này thoải mái luôn, không thật lỗi anh em nhá. Còn khi anh em để phủ ba mặt ấy thì nó ức chế, ức chim nên là nó ché là bắt đầu là nó bị ngửa. Còn ngoài ra không thật lỗi gì. Anh em vẫn chăm đi thi đấu bình thường. Lết lật quá hay luôn anh em, lật găm dí. Lết hay lắm anh em nha. Tê mặt quỷ, lông mỏng, săn sục chim cực kỳ tốt luôn. Đấy, anh em có thể là tự thẩm thêm trên clip anh em nha. Con này mà anh em thiết kế 4 cầu góc cho lồng sinh thì nó chơi thôi rồi luôn anh em ạ. Lết quá hay luôn. Nó còn lật như một cái máy anh em ạ. Anh em cứ cố gắng theo dõi hết clip để xem được cái lết chơi của em nó. Và em cũng sẽ báo giá công khai trên clip cho anh em. Đấy, anh em nhìn nó lật này. Nó găm dí. Đây là con chim nó vẫn còn đang thay lông, nó còn chưa có, gọi chưa đủ lực để nó chơi đấy. Lật phê đét cho anh em. Em chim này thì em thanh lý cho anh em cái giá là 2,5 triệu anh em nhé. 2,5 triệu. Đấy, anh em ưng em nó thì cứ nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại của em. Em thì vẫn có ship đi mọi miền tổ quốc cho anh em. Lết quá hay luôn. Tê mặt quỷ, mắt lồi. Lết lật chóng mặt luôn anh em ạ. Lật cầu cánh mỏ. Ui giời. Chung là những con chim này về anh em chăm, anh em đi thi vô tư luôn, chả ảnh hưởng gì anh em ạ. Ở nhà nó ức chim thì nó ngoái thôi, còn lên giàn vô tư luôn. Kể cả nó lên nó bu chụp cũng không bao giờ bị ngoái, anh em yên tâm anh em nhé. Cầm dí quá tốt luôn. Quá dữ. Anh em về anh em thích gột cái gì được anh em ạ. Thích gột mồi hay thích chơi cà phê hay thích treo giàn móc số vẫn vô tư, chả sao cả, chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, giá nó là 2,5 triệu anh em nhé. Anh em ưng em nó thì cứ nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại của em. Đấy, chiều nay em sẽ gửi chim đi cho anh em. Anh em nào mà chốt được thì em cũng gửi luôn chiều nay anh em nhé. Đây, và tiếp theo là một bé hơn một vụ anh em nhé. Bộ to chim gốc Cao Bằng, màu đinh tê, gáy ngựa, phao câu lở, giọng siêu hay luôn. Nói chung là chim của Cao Bằng này thì giọng nó đỉnh cao rồi, giọng cực kỳ hay. Bộ to đẹp, rất chi là VIP anh em nha. Con chim này nó thuần được khoảng tầm 80-85%. Đấy, bùng xòe, giữ chim lắm anh em nha. Chim dân nuôi đem ra là nó cũng chưa được khai thác, chưa chăm bẵm gì đâu. Và anh em khai thác thêm. Đấy, một bé mộc dở, bộ to khủng, gáy ngựa màu đinh tê, mặt quỷ, cao cầu, rất lực chim nha. Giọng thì bao hay bao phê cho anh em luôn. Giọng cực kỳ hay. Đấy, có da xòe mềm anh em nhé. Nó hót, nó có da xòe mềm. Đây con chim nó chưa căng nửa đấy. Căng nửa là đuôi nó xòe to hơn nữa anh em ạ. Đấy, toác, gần toác đít chưa anh em. Hót xòe, hót xòe anh em nhé. Đấy, bé chim này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 2,6 triệu anh em nhé. 2,6 triệu. Đấy, anh em ưng em nó thì cũng nhấc máy alo trực tiếp số tại của em. Em quay rất chi tiết, bóng bộ đẹp. Nói chung là em bắt được cái giá hợp lý thì em chia sẻ cho anh em cái giá hợp lý. Còn bình thường anh em để ý, em bán những con chim bổi, thậm chí những con chim bổi đã hơn 3 triệu rồi. Đây em bắt được con dân cái giá nó
gọi là hợp lý thì em chia sẻ cho anh em giá hợp lý, em gọi là lấy tiền xăng xe, tiền công đi lại thôi. Vì em tuyển chim không phải là những con chim em bắt được rẻ và em bán cho anh em đắt đâu. Em bắt được giá hợp lý, em chia sẻ cho anh em cái giá hợp lý. Bắt cái giá cao thì em phải chia sẻ cho anh em giá cao. Chim con này rất chi là già rừng anh em nhé. Chân nó lên vậy mốc thách rồi. Đấy, anh em ưng em nó thì cứ nhấc máy alo trực tiếp cho tỏi của em. Đấy, clip thì em cũng quay khá là chi tiết, anh em có thể là tự thập thêm clip. Anh em đón xem clip của em thì bớt chút thời gian ủng hộ cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh em nhé. Rồi, clip em cũng xin kết thúc ở đây. Chúc em một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em. Chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người.